người ta gỡ cái này nha. Đi chở được cây vậy? Chở cái nào trước? Chở cái bự trước. Rồi chị này vừa chốt hai cây rất là đẹp đó nha. Để bên ngoài chị lên ngoài đây, chị lên ngoài đây, chị leo lên đây. Cây này giá nhiêu vậy? 900. À, 900 cây mai cho đó đẹp quá trời. Ok ok. Tự nhiên nuôi sao vô lên rồi. Vô vô lên đi. Từ dưới thuyền được chuyển lên liên tục luôn cả nhà. Cái này nha.
Em cái này đẹp ha. Đưa đem con. Rất là nhộn nhịp nha cả nhà. Chỉ còn 1-2 ngày nữa thôi là sẽ đến giao thừa rồi.